cách tắt toàn bộ icon trên màn hình máy tính của bạn. Đầu tiên, việc các bạn cần làm đó là hãy xóa hết những icon mà các bạn có thể xóa được trên màn hình. Và lúc này sẽ còn lại những icon mặc định của Windows. Đây là những icon mà các bạn không thể xóa một cách thông thường được. Nhưng chúng ta có thể tắt nó đi một cách rất đơn giản. Các bạn hãy chuột phải vào màn hình và chọn Personalize. Ở đây, các bạn bấm đến phần Theme và các bạn chọn đến phần Desktop Icon Setting. Lúc này, các bạn hãy bỏ tích chọn tất cả những desktop icon ở đây. Sau đó bấm Apply và OK. Như vậy là xong. Rất đơn giản đúng không nào? Chúc các bạn thực hiện thành công. Hãy bấm nút đăng ký để cập nhật các video mới nhất mà mình chia sẻ trên GCTL. Và đừng quên, Hoa Em Online PC vẫn đang cập nhật game mới mỗi ngày nhé. Tạm biệt mọi người.